Bạn đi xe xa cơ bi. Đường này sạch bóng. Sỏi hết. Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Đông Bolu Vlog Cuộc Sống của Châu Phi. Thì hôm nay là anh em mình lại tiếp tục quay trở lại nông trại vì hai bạn phía trong đây nha các bạn. Thì các bạn cũng đã biết trên các video trước, anh em mình cũng đã nói là anh em mình khi nào rảnh sẽ làm cho mọi người một cái bếp. Thì hôm nay anh em mình vào đấy là để làm cho mọi người một cái bếp nấu ăn nha các bạn. Mọi người làm đâu cả nhé. Đi làm nào. Maggie! Đi xe gà, xe gà! Cô cũng làm gì có đường ấy? Và là đi xe gà, nấu ra xe gà bị ca mì nhủ. Đi xu phá mươi ca yêu. Ủa xe gà bây giờ ca yêu ơi! Cô cái mứa nó sỏi trói hết. Bạc bạc bạc. Dạ. Bị nhậu tới gì? Hả? Bị nhậu tới gì? Bị nhậu tới. Lê lê lê. Tay rồi, tay rồi. Tay rồi. Tay đâu, tay đâu, đem tay đây. Tay, tay. Tay. Tay đi. Không cho ra đâu. Nhậu các bạn. Mình đi ra. Bị giám đây, mình đi giám đây. Buồn lắm ấy, đen buồn này. Buồn. Rồi, trưa nấu cho ăn nha. Đá mi liều. Quạc 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 quạc. Quạc quạc quạc. Quay 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 quay, gà đi ăn mới đây. Quá, hồi dưới quan tù bây sâu à? Vài tờ lập à? Ôi dù, tạm người. Vài chăm mai tù đủ vây ghi ní. Tiết ra sát đà công pa. Vài pha dè ca lê à? Cô nhìn nhà bình. Ní, nọ mấy người là lấy cuộc về. Lấy về nà anh em mình. Vì mọi người là xây sẽ làm cho mọi người đào cho mọi người cái bếp. Bếp gì chung nhỉ? Bếp gọi là bếp gì nhỉ? Bếp hoang tâm à. Bếp hoang tâm này. Thì hồi tối là anh em mình cũng là lên trên Hugo đó, cũng là học hỏi đó, nhưng mình sẽ không làm theo kiểu của Hugo đó. Thì là mình làm tương tự đấy chứ không lại lạ vô tập gọi là cho khỏi nó lên mà nó rỉ đấy. Mình làm ống khỏi mình cho khỏi đá thẳng luôn đấy, chứ không phải làm giống trên Hugo đó. Yaku. Bon dia. Tudo bem? Obrigado. Outro trabalho aqui? Com a cabina no tanque. Tira a cabina no tanque? Sim. Lama coi, é água. Tá bom? Sim. Dá outro trabalho aqui, né? Ok. Aqui, três amigos vai trabalhar com eu. Ok. Eu hoje, eu vai aqui. Ajuda tudo ele aqui. Sim. Fazer aqui. La letra aqui, coisinha bem. Né? Fogo, né? Fogo. Letra, meter fogo. Ok. Não tem fumo, muito. Ok. Hoje já faz. Obrigado. Igual outro dia eu já falar com tudo ele. Sim, sim, sim. Tá bom? Obrigado. Eu não sei, mas anh mình làm mọi hôm mình cũng đã nói là sẽ hôm nào sẽ rảnh là anh em mình sẽ vào sẽ la cho mọi người một cái bếp. Nhưng hôm nay anh em mình công việc nữa ở các trang trại thì nó cũng rảnh thôi. Hôm nay quyết định qua đây là la cho mọi người một cái bếp để nấu ăn. Dùng vào đây. Đây là tình hình là rắn đây. Cái đấy anh em mình cũng đã có lên trên Hugo rồi, cũng xem quá trên Hugo đấy, cũng học hỏi Hugo đấy. Nhưng mình sẽ là không làm sẽ không giống như kiểu nó dừa thôi. Nên là làm một cái bếp như nó cầm
cảm giác nấu nó sẽ không bị khói đấy. Ý tưởng là mình sẽ đào, sẽ đào cái bếp ở đấy. Đoạn đấy sẽ mình sẽ cho đào một cái rành cho khỏi ra đấy. Đoạn đấy mình sẽ đào một cái hộ đoạn đấy nhỉ. Cái hộ đấy nhỉ. Đào cái hộ đấy. Đây, hình dung nó như này. Đây, hình dung nó như này đấy. Đây. Sẽ bỏ được hai cái nồi, một cái nồi nhỏ, một cái nồi to. Đây. Đây, hình dung như vậy đấy. Nhỏ quá hay. Đây. Đoạn này nó đào hộ. Từ đây chúng ta đào cái hộ đây. Đấy. Aki. Này gần hình dùng ra cái bếp ở đây. Mình đấy. Hả? Đấy. Đây là cái hộ tôi đủ rồi dùng à. Ngồi đấy. Được. Thôi một người bị chuột bỏ củi thôi. Cá bà, phun đủ bò đâu có phun đủ. À khi nào đi xuống khi mình mới đây kì. Để bơi qua đa xa củ nhí. Lấy cái mún đi lấy lại. Làm 76 này sẽ lấy được mún luôn. Mình chỉ diệt trừ ở bao trong bao đấy. Mình lấy mún mình trồng rau vô đây. Thôi sẽ hướng dẫn mọi người luôn. Mình ra xem ngô ăn được chứ. Nếu mà được ăn được rồi là hồi mình sẽ tẹt bếp luôn. Nếu mà ngô đã ăn được rồi là hồi anh em sẽ tẹt bếp luôn. Sẽ là thử cái bếp nậu, sẽ luộc một nồi ngô để chiếu đài mọi người luôn. Bếp mới. Đây. Ngô đẹp đấy các bạn. Đây ngô đẹp của anh em mình trong. Đây, đây. Tôi thấy ăn được rồi. Con sữa. Sữa đúng sữa dùng ạ. Ăn được rồi. Ăn cái giáp bà rôn tu. Mà theo. Ê lì. À, dạ, dạ. Hả? Dạ. Dạ đợi của mình. À, có đây dạ cô cô nhà ta bố? Sì, cô nhà ta bố. Mình tự cùi à? Mình tự đôi sữa. Mình tự đôi. Đây các bạn này, đang con sữa đây. Đây. Ê, ăn kì. Ừ, ok. Ê, ê. Mình tự đôi sữa. Mình tự đôi sữa. Ta bố, để bôi. Ăn kì. Phá dạ kì. La lera. Sì. Ya sega. Ya cabo. Ya bu ni tu. Tera mi liu. Okay. Cô nhà bệnh. Đa tu du hồi dự cô mẹ bệnh ngồi mi liu. Ta bu. Nói mà téo là hồi nếu mà đào bếp luôn mình anh em sẽ tẹt bếp luôn. Đào xong bếp luôn sẽ là ngô ăn được đó sẽ bẻ ngô để tẹt bếp luôn. Agora pa dia tá bom. Ni muito bonito. Depois meter fogo. Tera mi liu. Cô nhà hồi đã tụi đủ cô mẹ mình qua ra ra pronto mút ra mút bộ đi để bộ tira cô nhà ra phải ra cái la lê ra đi rồi mọi người ra như là anh em mình sẽ làm bếp thôi, nó hoàn thành là sẽ khánh thành bếp với một nồi ngô luộc nha các bạn. Mút phốt xa đau cổ gầy luôn. Em mút phốt xa. Kể mọi người là mình khỏe lắm ấy. Đây. Đấy. Mọi người toàn là lấy. Toàn mete pedra. Todo igual. Mete pedra. Todo pedra, mete leña, mete panela. À, mà tao nói là tất cả bên này là mọi người đều lấy đá là kế lên vậy đó. Bỏ củi vào vậy là nấu thôi chứ có cái bếp nào khác cả. Cái bông hồi dù em chắp hai chè. Ừ, để bôi. Tu đủ ai lì đi. Về về bênh, có bia bênh. Aki ra mưu tù bồn. Ní, aki, là lê ra aki mưu tù bồn. Vai pha ra kè à chà. Ní vai, ô tu đủ gô lô. Pha ra cũng tu đủ bô bú. Pha ra y qua lì. Để bôi vai, về về bênh, ra pha là. Ní. Ông mà bền đêm em ngồi. Nói mọi người ra, hôm nay mọi người sẽ nhìn. Nếu mà mình cảm nhận cái bếp bên nấu mà được, nó được nhanh hơn, vậy là nó không bị khói đấy. Thì mọi người sẽ áp dụng để về là
Hướng dẫn mọi người ở trong bản nó sẽ làm một cái bếp như này. Anh em mình có xem trên mạng là đoàn này này. Nên người ta sẽ làm ở đây là một cái đoàn ấy, không nghĩ là sẽ làm hai cái nồi ở trên mạng đấy. Còn đây đoàn này ra là có hai cái lò chỉa khỏi ra đây. Nó sẽ đi vào ra. Nó đi ra một cái rành đấy các bạn. Đi ra một cái rành đấy. Đoàn này người ta sẽ làm một cái hộ. Một cái hộ đoàn này là hộ dự trừ khỏi. Họ đi ra một đấy một đoàn nữa là thêm một cái hộ nữa. Một hộ chữa khỏi ở đây nữa. Một hộ chữa khỏi đây bắt đầu mới đi ra qua đi. Đi ra theo ổng đường đi ra. Khỏi sẽ đi ra đi. Nhưng anh em mình không làm theo. Anh em mình sẽ làm đoàn này là hai ông khỏi ra đây. Và anh em sẽ ra một cái rành này, cái rành đấy là cho thẳng khỏi ra đây luôn. Chứ không làm theo ô dự trừ khỏi kiểu à. Kiểu mà kiểu à. Kiểu của mấy bà quân đội trước đấy làm như vậy. Nhưng anh em sẽ là không làm giống. Mình sẽ làm cái này kiểu cảm giác nó dày hơn. Chứ không phải tập cỏ rồi bỏ phủ một ít đất nữa. Mà anh em sẽ là kiểm quế sẽ là lấp kín luôn. Cái đoàn này đi gọi là đi lại bình thường luôn, không việc gì cả. Ý của mình làm cái mướng ấy. Cái mướng này quá đấy. Sẽ là mọi người sẽ đi lại bình thường luôn. Chứ không phải là lấy lạ phủ lên. Phủ lấy lạ tập xong phủ một ít đất lên. Em sẽ làm thẳng luôn. Ok nha các bạn, sau một lúc thì anh em mình cũng đã gần hoàn thành cái khâu đầu tiên. Khâu này gọi là cái này gọi là gì nhỉ? Cái này gọi là chỗ của người bỏ củi đấy. Ở đây bỏ đá củ. Thì bây giờ mê tê bắt xa lanh ba chứ. Mê tê lên nhà. Nói mọi người đấy là chỗ để mọi người xuống bỏ củi. Đây là công đoàn đầu tiên, công đoàn này anh em cũng biết là công đoàn gì, gọi là công đoàn người bỏ củi đấy. À đi nhủ à đâu vai lên chim mà đi phải là tu đủ đi dân thì vay xin nói em đi nhủ là đi xuống gọi mọi người đến để hướng dẫn mọi người công đoàn thứ hai là bắt đầu mình anh em sẽ đào hai cái hộ vào trong là mình để mình cho đi nhủ xuống gọi mọi người đến để hướng dẫn mọi người luôn. Nhiều lần nữa mà kiểu áp dụng được đấy, mà nấu ăn nấu mà lửa nó to mà không bị khói đấy thì là mọi người sẽ về nhà sẽ làm ở nhà cũng như là hướng dẫn mọi người ở trong bản làm một cái bếp giống như anh em mình. Để nếu như là được, nếu như là ở đấy mà nấu được thì mọi người sẽ áp dụng này về trong bản hướng dẫn cho mọi người. Bon dia bố. Tudo bem? Obrigado. Hồi giờ vai ghi pha gia ghi. À, la lê à? Ok. Bạn lớn tuổi là hồi này làm vậy các bạn ạ. Làm vậy là không biết giờ là biết chứ biết anh em mình làm gì đau cái gì đấy. Cái pin không? Sí, pin. Trời, chó quá. Đai hung. Yeah, obrigado. Isso. Ăn quả chú các bạn. Tá bom, obrigado. Ok, ok. Tiếp ra mai cô mẹ. À, cái thanh minh tu. À, thanh minh tu. Tôi đủ đi qua liền. Obrigado. Chú này giờ to nhiều lắm đấy. Như này cả đó. Ờ, mời các bạn ăn cho chuột nhá. Agora a eu já acabar aqui bora cuja já acabou. Okay. Eu falar de novo vai chamar tudo a gente vai aqui. Okay. Vai agora acabar bora cuja aqui. Acabar bora cuja dois bora cuja aqui um né tudo vai bem com copia bem né de boi aqui já acabou já trabalha já acabou cozinha bem com fogo força tudo vai cá já tela bar igual eu tela bar com falar tudo bom vou tela bar se um La lê là igual e. Ok. Yeah. Nó nói với các bạn là giờ chuẩn bị để công đoàn thứ hai là mình cùng kéo hết mọi người đến luôn, là cùng hướng dẫn cho mọi người làm nữa mà.
Đấy, các bạn ơi, bao đôi cổ, anh nghĩ ung. Đôi, đôi nào đủ y qua đi. Đây. Ok nha các bạn. Một lúc đào cũng gần xong hai cái lô ở dưới đây. Bây giờ anh em mình sẽ bỏ làm điểm để bỏ nôi. Đấy. Một bên là to bên nhỏ. Đấy. Đấy, bên này là bi kè nún ý. Đấy. Đấy, bên này là grande. Đôi nào đủ. Đấy. Ê. À kì. Mai, mai grande. Mai grande. Cho to to tí lửa cho nó lên vô. Nó mạnh các bạn. Nó nhỏ lên phải dùng giáo đao. Vì nó to quá. Cái xe nó to quá các bạn. Xe gà ní các bạn mai phun đủ ấy, mai phun đủ công ấy tanh bô ra củ ao tù tanh bô được quả gì ní nó các bạn nó các anh đây đó đào ở trong cọc rigger to hơn một tí để cho củi củi nó lòi ra ngoài, hy vọng nó sẽ hoàn thành để cho mọi người về nhà là mọi người áp dụng để mọi người làm ở nhà cũng như là hướng dẫn cho mọi người ở trong bản cùng nhấn bản. Hy vọng nó sẽ thành công. Đây sẽ đào hai cái bồng để cho khỏi thông lên đây. Có cái xuồng rồi các bạn ạ, bên này không? Nhưng mình không có cái xuồng. Có cái xuồng nên đao nó nhánh nó khỏe. Nhưng không có chỗ bắt buông. Phải lại ghi giáo để đao. Có xuồng nó khỏe, bạch bao nhiêu? Cái phết xa tu đủ cái phô mù. Phô mù. Tạp bà, tu đủ phô mù. Phết xa tu đủ phô mù. Đao tu đủ phô mù. Xây vô la. Là mọi người là khi bầu lên lạc nó sẽ tắp tắt kim. Xe cho tất cả khỏi đi ra ngoài đấy. Aki sung ni Aki sung iwa eli doi na du iwa li mình đang tay nghe cái bike bi su bike nu mutu kuya eli ala fala como grelo con dễ mình lại bạn nó nói về mọi người ra. Ý giống như anh em đi ra con dễ đấy. Có à, cái tay mình tù đi. Ừ. Có mà bữa anh mà người đau ăn mà. Có mà. Không khác gì đi đâu vậy luôn.
ông đủ vai ajuda em ní vai gì ajuda thì các bà sẽ ung vai là gì các bà vai là đi gần đây đi qua sát đã đi ra tù ní đi ra tù đâu các phun đủ mai phun đủ đâu vai lanh chim đẹp đấy được đấy nguyện có thành công hay không đa đa phát cả đa sa đà sa đà bi ke nu đây sẽ đá một cái răng ra để học lọt mai mình lọt vạn mai phun đủ ní mai phun đủ mai phun đủ ta bông à gì ấy ta bà cái này làm anh em mình làm thử nha các bạn mai anh em sẽ đem một cái vạn cắt một cái vạn thẳng làm sao đấy làm thử xem khỏi có nó đá tẹt tẹt thử à cái tia đá tẹt ta bà tẹt na đủ phải gì đi thì mình sẽ tập hẳn tập thử em khỏi nó có đáo đi pha gì ta bông ôi nào đùa gì à mày nha các bà tinh lên nha cái tập bà bay xù tập bà yêu qua đi công tay đi à tay đã hy vọng nó sẽ thành công nha các bạn đấy đi thoải mái này không mình làm một bạn mình đi thoải mái luôn mà được đấy nhìn được đấy không biết thế nào rồi chạy đi chạy chạy đi ơi dọ đi ra hết rồi hết đấy mê tê mà vanilla chà con nước mà nó tính ai quá con nước à đây mình có khỏi đây kia đây khỏi này đã đây cái đoạn này là anh em mình đã làm chức sẽ có sẽ mình sẽ làm kỹ lại ở đây đấy ăn agua rapido hả xin la đây khỏi bần bì rồi đấy rồi chết thoại được đấy chưa chạy hết chạy ra khỏi giỏ là sẽ chạy mấy thằng mai ô tô vai agora ô tô vai mete a tira aqui milho ta phaca đây giờ đi bẻ ngố luôn các bạn bẻ ngố tẹt ngố luôn Việt Nam nhanh hay chậm đi ô tô vai gì tẹt ngố luôn quạt đá bánh đi aqui để bộ em lên vào cây ngố này đặt mình sẽ mà mình sẽ chở bây giờ cho thể cho bo ở Quảng Ninh Farm ăn rồi nó ăn sáng tẹt một nồi to luôn ngô đây các bạn đây ngô đây ngô đẹp anh em mình trồng đây đây hạt này mấy tủ gran này đi tủ đủ mấy tủ gran hạt to lắm đây giờ ăn được rồi à ghi okay.
Đã bị đố. Lửa cháy to quá đây. Ayuda, ayuda. Tira paka, kita paka, kota. Hôm nào mai hoặc một em sẽ kêu tất cả mọi người trong bản đã luôn, anh em sẽ làm, anh em mình sẽ luộc cho mọi người một ăn một bữa ngô gọi là đầu mùa, cái ngô nếp đầu mùa, thành quả đầu mùa ở trang trại. Ô tu lim ba gim lim ba bánh đâu e bút cả đây là đa pôi của mẹ ô tu vai la ba à gọi là vai ca xin ba la ba bình nhỉ la ba mũi tụ bình công mê te quả bình để bôi cô mẹ mi liều công bé bé quả đâu la ra bi đủ ra bi đủ anh em mũi tụ phô cổ mũi tụ phô trà mà đâu được đấy. Này khỏi này. Ê. Ta mau đi. Ta mau. Anh em bạn xe tải cái cô gì nhà, cái nó tên phu mù. Nó tên phu mù gì? Đấy. Mai mình sẽ cho làm ra đây. Ngoặt ra một phát. Gió đi. Ê, phô cùng một tụ phót xa. Đây, nước mới bỏ ở gần số rồi các bạn ơi. Đấy, nồi tắm luôn rồi. Minh tụ ai quá? Nó minh tụ. Đúng không? Ừ, nước hơi nhiều đấy, thôi được. Tạp bà ơn đi. Tiêu tạp bà. Tạp bà. Này, sẽ khánh thành. Khánh thành một nồi ngôi cho một cái bếp mới. Ok nha các bạn, sau một lúc thì đây, nồi ngôi đây các bạn, đây này, ngôi sôi sùng sục qua cái vùng nào không nóng lắm này. Đây sau một lúc ngôi này, nồi ngôi đã sôi sùng sục. Đấy, giáp vào đôn tù đi, mũi tù ra bị đủ đi. Đấy, vô cùng mũi tù hoạt xả. Đấy, áo của ta tia ra cô mày. Đây đây các bạn này, ngôi đây chín này. Đây cái vùng mình cầm cái vùng luôn nha, mình cầm cái vùng không nóng lắm mà này, nước sôi này sùng sục luôn. Đây nước sôi sùng sục được ạ. Đây rất nóng, như anh em cảm tưởng là vẫn chưa được, nhưng mình mới đờ hơi khỏi hơn một chút đấy. Rồi anh em sẽ đào thêm, sẽ xây lại cái lồ này để bôi da phải da kim mai bị kẹt nụ đấy. Ai qua đam da cá vàng mũi tụ cá ran đấy. Tênh cái tênh bô của phu mù để bôi phải da bị kẹt nụ tụ da cá yêu lên pho ra đấy. Ai qua tiram mi đi chị nữa các bạn ạ. Ê, tiết ra. Nhanh lắm. Ê, mở một tí. Nó mua tù kèn tí ní. Nó kèn tí qua cái phô của mê tê phở lô cù ní. Ê, đi. Ê. Ê. Đây các bạn, ngồi đây một nồi ngô lụp. Tẹt bếp. Ê kì. À vô. Ok. Mua tù kèn tí. Ừ da, kèn tí. Ê, đồng bào. Ishu. Ishu. Ơi mua tủ kem đi, Cuidado, cuidado. Ây. Ây. Ishu. Như là các bạn ạ, mình luộc nhiều. Đấy, đẹp bẹp có xem nó có nhánh không nhìn. Xem nó có nóng nhánh không, nó nóng nhánh là các bạn. Quái sờ nắp không nóng. Quái không nóng đấy, mình cùng cầm quái này không nóng này. Đây. Mình được số trung thực luôn. Được. Vậy là anh em mình đã thành công. Ê, Mateo. Ấy. Ai. Ê. Rồi, aqui. Eu. Ok. Nghe các bạn, hôm nay là cũng như trên đầu video anh mình đã nói là vào làm một cái bếp với là ngô cũng đã ăn được rồi, anh em mình cũng là để thử cái bếp với là một nồi ngô luôn. Nhưng anh em mình đã thành công được một cái bếp đây. Bếp đây các bạn đây. Đây. Đây củi lửa lên đây. Nhưng mà vẫn có một ít khói nó đi ra đấy, nhưng mà không tránh khỏi hết được. Đấy. Bây giờ là ngô chín anh em ăn thôi. Tụ đủ phải làm, mời các bạn ăn. Mời các bạn ăn ngô cùng anh em mình nhá. À, yeah.
Ừ, ui dồi dồi, ngó bạn. Mô hạt này. Hạt dai tịt luôn. Bóng nào với bóng này. À bố này. Bóng nào hạt nào bóng nào với bóng này. Chân ta có mẹ nó lên luôn. Mình thử có mẹ, có mẹ có bộ vai tiết làm mai. Hôm nay mình luộc nhiều, tẹt bếp mà. Tẹt bếp nó phải nhiều nước, vậy là nhiều ngó, nó còn thối nhanh không? Mà anh em mình cảm thấy là nó thối nhanh. Vậy là đờ khỏi hơn. Tao muốn cho bông. Ừ, phải ra cái tao bông ra tao bông. Tao muốn cho bông. Tao cái tao bông để bông bông xem. Tôi đủ ê lì vai, tôi đủ ê lì vai ca già ní. Phải ra xuống y qua lì. Ok. Biết cái nụ mai. Ok. Biết cái nụ mai nó ra cái gà đan để y qua à kì. À kì cô nhà mình tù. Bạn nên là gà đan đi. Ok. Cái ca già nâu ní. Công phan là tôi đủ bông bù. Ok. Ờ, gô lô. Phải ra y qua lì. Ok. Tôi đủ cái ghi ra ra bì. Mình nói các bạn là đấy, thấy bếp này nấu đẹp, nấu nhanh. Nhưng mà người bên nhà là cùng làm thêm một cái như này mà làm nhỏ hơn, không làm giọng to như anh em mình ở nông trại đấy. Vui à? Vui à? Ngon ngọt lắm các bạn ạ. Ngon. Bông ngô đâu mua. Ừ. Ừ. Ok nha các bạn. Trên đầu video anh em mình cũng đã nói là hôm nay anh em mình lại tiếp tục thay mặt Dương Đông vào ở nông trại ở hai bản phía trong này. Cũng như các video trước anh em mình cũng đã nói là sẽ làm cho mọi người một cái bếp. Thì hôm nay là công việc cũng rảnh nữa anh em mình vào đấy đã làm xong cho mọi người một cái bếp. Cũng như là anh em mình cũng là lấy một ít ngô để tẹt bếp luôn. Nhưng mà anh em cảm tưởng là số nhanh. Đỡ khỏi hơn các bạn, không chứ không phải là hết hẳn khỏi. Tại vì anh em mình cũng mới làm lần đầu nên mình chưa biết chứ thể làm được đẹp mà làm hoàn thiện được. Nhưng mà anh em mình cảm tưởng nó cũng là ok hơn cái bếp cũ mà mọi người là cái gạch hàng ngày để nấu thôi. Bây giờ cũng để mọi người là ăn ngủ rồi nghỉ ngơi một tí. Tiếp tục công việc buổi chiều thì video này anh em mình xin phép được dừng lại tại đây. Các bạn thấy video hay, ý nghĩa hãy cho anh em mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh Đông Bao Lưu Vlog Cuộc Sống Người Châu Phi để anh em mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video hay cũng như giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn đến miền núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Ok. Agora como é milho. Já. Já preto. De boa com minha fubá. Ok. Como é mai? Ni tem fubá, tem besi. Com minha fubá, como é mai? Ok. Mọi người là giờ ăn ngủ đi, tí nữa ăn, đậu buồn ngủ ăn sau. Tôi có bia bình nhé, có bia bình, để bôi vai cây à, phải vậy qua đi, mọi người khỏe là mọi người thấy đẹp, mọi người thích lắm, phải vậy qua đi, phải vậy mai bị kẹt luôn, trời, à cảm ơn bố, mát tèo, đi đâu mau, Obinu. À ok. Công em phát giả giam minh tù. Đây các bạn này, ngồi nhiều lắm các bạn này. Luộc một nồi to luôn. À kì. Mình tên phô cụ ạ kì. Mùi tù ạ. Ê lì, ạ giam mê tên minh tù mi liu. Phát xa minh tù. Phát xa minh tù nó mê tù. Ai có đã ra xa bì ạ kì. Phát xa minh tù. Nó mới tẹt là tẹt nậu cho nhiều thì em nó có nọng nhanh không. Mà nó nọng nhanh. Để bôi vai cây già phải dây qua liền. Qua liền. Ăn mặt theo ngoại. Tao bố. Sì, phải dây qua liền. Mình cứ nhớ ra tụi đủ.